thế, anh Tây đọc vành vách văn khấn không vấp tí nào, làm nhiều anh em phải thốt lên. Chắc cũng cần mới làm được như vậy. Em kinh cẩn nghiêng mình mang miệng về tàu, mang đầu về lạnh khẩn thỉnh anh chị hoành tráng, nói sang cái mồm mong anh chị đại giá quan lầm giáng đủ lô nhàng linh ứng về đây. Trung tâm lễ lòng thành của em, anh chị nhà lời vàng, anh chị sang cái tiếng ngọc, anh chị phán cho em xem bao giờ anh chị cho em xin lại đồng ngân đồng xuyến từ anh chị ạ. Em tuổi còn trẻ, tóc còn xanh, em mắt chưa sạch, em bạch chưa thông, không biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tưởng. Thôi thì em biết đến đầu em tàu đến đó, thành tâm mong anh chị hoành tráng thấu cho lòng thành ngày của em. Nếu có xấu hổ không dám gặp em thì mong anh chị cho em tổng ngân xuyến như trong giấy hẹn. Thôi thì em không tính lại, em không tính phạt, em chỉ xin lại có đúng cái gốc. Anh chị cho em giúp em có tí rau tí bún cơm cháo qua ngày, anh chị tồn tại làm ăn cũng dễ, em sống cũng tiện vui vẻ, hòa đồng một đời an yên. Cần cáo lễ giá duy cung thượng hưởng, muôn trăm vạn lạy, muôn trăm vạn bài, em xin được bái tạ.